xong đâu camera phong khi ông đi nhà đặt pin nào bà đặt pin nhà tới bà nơi khai phô sản nó cứ cứ quát trên nhà đài mình quan tro cả nặng bạc càng làm nà rồi qua quan tro lưu tha quát chia nhà căn cả nặng bạc phần sự bệnh cao bị muốn mau hay đọc về có ọt quan tro ọt quan tro cả nặng bạc càng làm nà chẳng tới nơi pin đài sài quan omien omien sao phải tu nơi pin đài sài quan ọt miền tơ cố hay đọc về chẳng tới cái bồn tơ máu mà sinh nắng chia mà sinh rồi bỏ nhà đài nạp phạm chỉ chốn nhà càng nạp phạm chỉ chốn đó vì phù mì sọc ấy còn nữa còn bồn đã là nhà đài chia sẻ mà chưa nạp phạm chỉ chốn đấy còn bồn đã ấy nhà đài mình men cần chia sẻ mà chưa nạp phạm chỉ chốn này đối với đấy sau đó quan ngọc ở liền đòi xa cà rực à ứng nấn chắc mình ta tầm khánh á ta cà là đài tì muối cái nạp phạm cà nằm lá thui ở miền cà ba đòi phải chia một loạt ní cứ chưa ca rư ao muối đại dương dương khơi nơi cho bạn đừng phân hết chi ông bự ở dương từ thò muối đại dương dương kết hà dương mình cua thôi trắng trong cua không ai cái này ấy nhá nữa hơi nhóm tay ta miền ca tiếp theo cho muối nâng rồi bọc không ai cả hòm chiều sẽ rồi bọc không ai cả hòm cá bị qua mình toàn miền đồng nai quạt tay anh ta kết hà quạt tay anh ta dễ như thế quạt thà quạt thơm mấy ao việc mình miền là đây vẫn nặng cứ quạt vay vận vay bằng bạ vận nặng sạc cái đệ phum ấy ở nắng vận nặng mưa là thôi này ở nắng ao mình nước miên hiệp smile cái này thấy đó là pe con mà can làm lá cái còn bàn chạy từ chỉ phụ mưa là tháng còn bàn chạy từ chỉ phụ đỏ bằng pe mày sao mình chứ dương đang cho ba hai và tay nhung sông anh ấy chưa ca rồi ăn mũi sông tham và sông sông tham rồi nè đây cha cái cho nó pol nó kia tha kia thưa đầm bay bầm bát là bỏ bục rồi lui kia bầm bát ban mấy là bỏ bục rồi lui khi miền này cho nó là pol ở miền này vô từ sâu này na bán nó mình chăng ấy cứ dương thưa ca máu kia ở dương nhám bài ấy chăng tàu hay dương mình bài từ sâu mấy pol cái na ấy cái cam mà ba rồi cái chlo mui na đầm bay dương bán xì chăn để xù rồi cái lo dương kia bàn tay cái là thà quật thưa nó mới khóc đó là pê đây tha ở miền bắc rồi lui men, bản tai đó là thưa ở bờ tây dương về thoi cào để dương phẩm bát, sa la riêng dương phẩm bát đà sa sơn dương phẩm bát tiệp sa sất sợi phiệp bảo bị chia chốn, đây là thưa nó về khâu đời xa ấy mà pi khai kê đần đam ẩm nai, bây giờ ba ẩm nai hơi dương pi khai nhập xe nó đần đam ẩm nai vô pi khluôn nương tấu là hơi bà ẩm nai bà đại ca nó được bàn thưa ở bờ tây khmer dương về tận đây. Bà đây sông phải tu phong đá bon được thí có cọt trâu màu châu rùm nơi khổng cao phía xa bỏ dưới sông xoa cung bong được thấy hay sông đô camera bạn ở con vốn ở con chân ở bàn chập đà bị phía xa một phía rương bánh hà khắc lạc chạy tôn to ca chập bách bình châu có nạp phạm thông thông pi nơi bà tế cầm bà chì dương chìm giấc nạp phạm xâm lòng xí hay nâng cử nạp phạm sử thị mà nụ chúng ta ai chấm xong cái phong long chạm mũi nè call rồi áp mũi nè call mắm châu chấm mũi rất là bay bậc cao chỉ số này bay chỉ an nhiên bay nhà hàng telephone chấm mũi đang tàu telephone này bảo miền nè call và quân che đặc chấm vô thật nhau chấm miền ca sờ bay làm hợp chặt chực lăng lại khơi cái nắp bạ thông thông một tí châu kia chỉ một xe không ca áp này tệ bảy nhạt lại sờ bay dưới miền miền bắc tây cục quan trong tây bắc đang núp mình bàn ăn một bình lình lấy từ những miền khơi ca ở ấp ô đại thủy ông pi chi phù rót đại miền rừng anh trong cả đo đại sản vật tiền từ đo bờ thì chỉ du tham tới miền cả về phía xa trăm trời chấm mũi trong trong sập phía chết nè lấy bởi những miền cái nắp bạ thông thông luôn khi tập pi cái nắp bạ đôi phố đồng pi bàn lược láng người ta chỉ cả mũi đã chui tốp cắt thơm ấy đam bay ao vật thể dương đầm bầy phụ nai khăn thì tết bình nhát cho tôi có thể tết bình nhát để khám phá và tôi có thể với kết phơ đầm bầy ao riêng sâu được tạm sân công kỳ đã đặc nòm tôi tạm bài phản lực tiếp chế thập tay phong và nhóm xong bật thai mà tạm bất đã được sắp hiếp kê để kê miên một bài chôm mết cặp bật tay đã xa cái nạp bạc cả năm nay kê miên cầm lăng thông chiên mà là hơi bật hai dân bật chôm ở dân lực thà lâu dân vô cái tập ở dưới cạch ca ấy mùi rồi có bánh hà vây mùi vô mà đã nó cái lại nhà sắp hìa nâng bà tha bà khăng cả năm nay kia lược lạc máu đừng đà tha chấp bạp nâng nâng ai cái tập phía nâng ai chơi đừng là chân đừng là chơi nhảy hay bà tha cái nạp bạp bà chàng lược lạc máu đừng đà tha ở trên này hãy bà dương bà miên
cầm lang cướp để trả sầm lắc sầm lên cướp con là không sập hiền năng trang văn thạo cà rụ rùm là bỏ cái nạp bạc từng pin cái nạp bạc sầm luôn cái nạp bạc sầm năng xí này cứ chia cái ta sầm khăn bằng pot cái nòng cà áp hiệu quả bảo bảo tiền cầm chia đảm lo mình hay năng sầm bảo bảo chia chôn cầm chia dương mình men thay dương thưa kê rụ rùm này làm bay đua rầm rầm mà bỏ sập thay này thế cái thà dương thưa cà cài sầm rùa pro ấy lục cầm sạc còn dây thằng sầm một phay tô dương miền tù sạp call châu mau nè bà sầm lược tù sạp bà hello xua sa đây bà sầm chum riệp xua hello bà sầm sầm miền bắc sa nhớ xua nhóm miền sầm rùa khai thế nhóm tha nã phát từng tí nước bàn rùa rùa khai đấy nhóm tập chuyện tha chia nên chia lo mối này chia toàn lo này bất cứ vấn đề chia chôn những chia bớt hết nè nó làm cho nó bớt khoác cả liên số khoác cả chết đâu khoác cả ọp rôm hay à mấy đứa bố nạ phạt từng tí nâng bàn ruột chôm cái ấy hello xua xa đây đàn cháy nè bẹp quan này ập rộm bà là toàn màn xua sầm đua bà ở đây bà đại thái có nhầm bị thay máu cho đây thái còn dây thái chia chôn dương là tam chôn nó bắn nó cột để riêng số bàn tịch tuôi hay có mình chuyên lươn để tham miên internet miên tv ấy cột cơn làm bay cáp sọc sai bờ miên rồi có khai khốc sna bọc cái nạp bạ nên cứ chia đầm năng lo sầm lạp bà chia chôn dương là sập khmai nó để thả bên nào cái nạp bạ từng pi nó còn chụp ba châu cái này hay còn miên cầm lang còn chia ra nói ca khốc sna có về ai miên chia ra pi môn để thuê đòn pi đám cái nạp bạ mũi tàu khốc sna sầm lạp bạ khuôn ai nhà lâu cái nạp bạ pi bột châu cái này mà mũi miên hà sấp với miên hà sấp giữa ban mà rồi nè mà nói mà rồi nè giờ thuê ca đầm bay câu ca tầm mũi cứ miên cầm lang chia ra nè nên cứ để thả chấm hiên thầm mô này còn bàn chụp ba châu cái này cứ thả chia cái ta lo hay ทีปีนั้นบางคนบางสมรสสมรู้คณีเรื่องโดยทานเนี่ยน่าอาจจะมีกำลังคลังเชียงดักนอมปะนั้นก็อาจจะโกนโดยจากสมาชิกระบบปะก่อนนั้นจันซอฟไซทัวร์การโฆษณาดำใบมีกำลังคลังบางมีตัวสามเอามวยเทียนให้สมสวากุมาสมจืดมีภาษาไทยมาดองเถอะฮัลโหลสวัสดีจืดสมจืดมาสมเลือกตู้ระซับมาบ้านสมจืนระซับสมจืนมีมาซาตามาดองทบาทฮัลโหลเลือกมาสมตู้ปียืมมีปัญหาปัจจัยเทเลโฟนเอาลุกนอฮัลโหลฮัลโหลสมมีมาซาไปด้อยบ้างบ้านฮัลโหลเลือกเลือกบ้างสมจืนมาHello, chơi miền bắc sa, bạn xong chơi miền bắc sa. Hello, miền bắc sa chào bạn. Bạn, sđap bạn bạn này. Chơi. Bạn bạn sđap tu sđap cùng sđap tam TV, sđap tam TV sđap bạn bạn này. Sđap tu sđap bao bao bạn chưa bao chiêng. Hello, bạn xong chơi miền bắc sa. Bạn xong.ยังมีปัญหาระอาระอุ่นแล้วนะแต่ก่อนยัยก่อนยัยแต่ปนองมาบ้านนะคุ้มสดับนี่เอาก่อนยัยมั้งบ้านบ้านคุ้มจุกบุกเต็มงานเอาโยบันเดือนปีช่างเป็นปีตัวคุ้มสาวบ้านบ่ยิ่งได้ยิ่งได้บ่บ่บ่ทอยช่างปีตู้สาวอ๋อทอยช่างปีตู้ตัวบ่บ้านก็ไปตู้ตัวไปกองจุ๊บบ้านจืดไปบ่เลือกบ้านปั่นแต่บ่ทอยจังช่างปีตู้สาวตู้ตัวติดเมาส์รู้เลยนี่ยัยแบบเจ้ากองสมเลยบ้านจืดมีภาษาไทยยังเชื่อมส่งตัวดูมาที่ที่เราพอจะทำที่จะโจกันอ่ะที่วิ่งกำลังนี้ไปสอบเชื่อมที่เชื่อมสุดท้ายมาโจนี้ให้เรียนสอบที่ฉบับลงไปคอมพิวเตอร์กันอ่ะสอบบทมวยคือสอบสมมุติโดยใช้กันอ่ะอย่างที่โจเคลียร์ที่ฉบับนี้ตัวยี่ในเตรียมในสำเร็จคอนโทรลจะมันคือ
đi chấm nành đi chấm nành chấm rác đại chỗ biết đi chấm nành chấm lên tôi mình ra chơi cái này không bàn thì và cái ti mình chỗ biết đó chấm lên cái tôi ăn qua cả món cái đường bạc thông chấm ăn này rồi chấm này chấm bạc tôi còn chia hà sập bốn mũi tôi kiếm chấm nước nó khóc sập mũi và chấm lên khóc sập mũi tôi kiếm chia hà cả nã bạc trong trong tinh chỗ nghĩa phát chiếm miên tài vào còn cái chỗ cái nào lấy mình bàn chế thì phải chăm chỗ chấm bạc và chỗ lấy còn đặt ពីនឹងបាត់បង់អសនៈទ្ធិអសនៈក្រុមប្រជាជនទាំងអស់បាទបាទអាបញ្ហាខ្ញុំចូលស្របហើយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជឿថាក្នុងបញ្ហានោះគេក៏គេបានចិត្តគូដែរម្ល៉េះហើយយើងក៏បានទទួលដំណឹងថាគេបានរួមរួមគ្នាក៏មិនតែកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឈ្មោះរឿងបញ្ចោគ្នាថ្ងៃណាថ្ងៃណាយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ទេហើយល្ងាចនេះជប់ស្អែកយើងច្បាស់ច្បាស់លើដំណឹងអំពីតាមបច្ចុប្បន្នសេរីឬតាមបណ្ដាញរបស់គណៈបណានីដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីគោលការណ៍ក្នុងការច្បាច់បញ្ចុះនេះតែគណៈបតិមួយម្ល៉េះបាទឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថាគណៈបទាំងពីរបានយល់ស្របយល់ព្រមថានឹងច្របាច់បញ្ចូលគ្នាហើយចំពោះរឿងបញ្ហាបច្ចេកទេសគេនឹងប្រាប់យើងតទៅទៀតណាហើយជាពិសេសទៀតគឺដូចលោកនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺគាត់និយាយអំពីបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសនៃការបែងចែកអាសនៈជាដើមនឹងការខាតបងផ្លោះចុកនេះឥឡូវនេះបាទបាទបាទផ្លែអីគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮសូកគេបាននិយាយដែរម្ល៉េះខ្ញុំជឿជាក់ថាគេប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងការរៀបចំក្នុងការបញ្ចូលគ្នាបាទបាទហើយដូចយើងបានវិភាសាហើយថានេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះជាក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យណាហើយនេះដោយលោកវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ហើយថាមិនមែនជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទៅផ្ដួលរំលំកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងទេបាទយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សយើងកាលណាយើងមានអំណាចហួសហេតុយើងប្រកាសជាយើងប្រកាសជាគិតថាយើងនឹងជាអតិទេពឯមួយហើយមានអញហ្នឹងហើយថាមានអញហើយដូច្នេះយើងទប់យើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យក្រុមមួយឬមនុស្សម្នាក់អាចមានអំណាចដល់ទៅគិតដល់ឋានៈនោះហើយយើងកុំថាយើងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងមើលខ្មែរក៏ហោប៉ុលពតមើលយើងមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទឥឡូវមានទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទ Hello សួស្តីបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅបាទ Hello បាទខ្ញុំសួរបងទុបីបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំសូមមានការសប្បាយរីករាយដែរដោយបានលើកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរបានរួមរងគ្នាហើយជាកម្លាំងដ៏ធំមួយសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងគណៈបកតែកណ្ដាលអំណាចសប្ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតដែលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានអានកសែតនៅតាមអ៊ីនធឺណិតដែលកសនភាព daily ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាចូលជាបុរដែលជាគណៈប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាប្រសិនបើជាគណៈបកទាំងពីររួមចូលគ្នាមែនរួមគេនឹងរំសាយចោលនៅលទ្ធផលឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ដែលប្រឡងទៅហ្នឹងគឺគេត្រូវរំសាយចោលដែរបាទខ្ញុំដឹងហើយថាកោចបគឺជាថាបានមួយអត់ឯករាជ្យទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគឺថានៅក្រុមអំណាចនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់ថ្ងៃដូច្នេះនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរគិតនិងគួរបារម្ភដែរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសូមតបទៅសំណួរនោះបញ្ហាទៅបីគណៈបកទាំងពីរមិនច្បាស់ចូលគ្នាក៏បញ្ហាដែរយើងច្បាស់ចូលគ្នាក៏ជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងមិនចូលគ្នាបញ្ហាយើងដោះស្រាយមិនចេញបើយើងច្បាស់ចូលគ្នាយើងមានកម្លាំងច្រើនយើងអាចមានសម្លេងកាន់តែខ្លាំងយើងអាចតវ៉ាគេអាចស្ដាប់លើយើងបើយើងអត់ច្បាស់ចូលគ្នាយើងភ័យខ្លាចតែឥឡូវយើងបាត់ស្លឹកឆ្នោតឬក៏បាត់អំណាចភូមិឃុំប្រមាណដូចជាភូមិឃុំហ្នឹងវាបាត់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងទៅមើលដូចថាវែងឆ្ងាយអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិយើងគឺថាជាកត្តាសំខាន់មួយទៅបើយើងមិនបានឆ្លះឆ្នោតរហូតទៅដល់ជាឡើងកាន់អំណាចយើងអាចត្រឹមតែថាគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែយើងមានសឹងតែ 50% ដូចគេដែរបើយើងមានតែ48 49%
ឬក៏ខ្ទង់ប្រហែលជាឡើងជាង 40% ទេយើងអាចមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់និងអាចតវ៉ា